Sáng 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận tại thôn Xuân Đông vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày do xảy ra mâu thuẫn, người chồng tên H sinh năm 1986 đã sát hại vợ tên V sinh năm 1986. Trong khi xảy ra xô xát, người cháu sinh năm 2004 và hàng xóm tên T vào ngăn cản cũng bị đối tượng sát hại. Sau khi gây án, H đã bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng H. Sáng 2 tháng 6, đội quản lý thị trường số 2 đã bàn giao hồ sơ tang vật của kho hàng quần áo trang trí, quân phục thường dùng, quân phục giả chiến cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum xử lý. Trước đó, vào chiều tối 1 tháng 6, kiểm tra cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo của hộ chị Vũ Thị Nguyệt ở số 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đắc Hà, thì lực lượng chức năng phát hiện 1.000 bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tất cả quần áo là trang phục trang trí giống như quân tư trang quân đội nước ngoài dùng. Tại thời điểm kiểm tra, các trang phục được bày bán công khai, chất đầy nền nhà, treo trên tường. Đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện kho hàng quần áo trang trí với số lượng lớn. Ngày 1 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can Trần Văn Sang sinh năm 1992, Nguyễn Hoàng Phong sinh năm 1997, Trần Bảo Tiến sinh năm 1997, Trần Thanh Toàn sinh năm 1997, cùng ngụ huyện Gò Công Đông và Lại Ngọc Phương sinh năm 1983, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Trước đó, qua công tác điều tra xác lập chuyên án đấu tranh, lúc 14 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2023 tại khu phố 4, phường 5 thị xã Gò Công, các đơn vị chức năng phối hợp tiến hành phá chuyên án tại hiện trường và khám xét nơi ở của Phong trên địa bàn xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông. Lực lượng chức năng thu giữ 4 túi ni lông chứa tinh thể trắng màu trắng có trọng lượng hơn 30 gram là ma túy đá cùng một số tang vật khác có liên quan. Mở rộng điều tra, cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Sang tại quán cà phê Kim và nhà cha mẹ ruột của Sang tại khu phố Sống Gò, thị trấn Tân Hòa thì phát hiện và thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể trắng màu trắng có trọng lượng trên 700 gram là ma túy đá. Bên cạnh đó, công an còn tạm giữ 185 viên thuốc lắc hồng phiến, 2 khẩu súng dạng trulo cùng 23 viên đạn bằng kim loại, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và 10 lượng vàng cùng một số tang vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 6, qua công tác quản lý địa bàn đối tượng, Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tại khu vực nhà thiếu nhi An Giang thuộc khóm 4, phường Mỹ Long để dùng hung khí hỗn chiến. Công an phường Mỹ Long liền triển khai lực lượng đến hiện trường và sau đó phát hiện 10 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 đến 21 trú tại các phường Mỹ Long và phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên đang tụ tập cùng nhiều hung khí nguy hiểm, gồm 2 cây dao phóng lợn, 3 cây mã tấu, 1 cây chĩa và 1 thùng vỏ bia. Bước đầu, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, nên hai nhóm hẹn nhau và sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Ngày 1 tháng 6, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, kích điện, đồ chơi nguy hiểm, bị cấm, được thu giữ và người dân giao nộp trong thời gian qua. Số vũ khí, vật liệu nổ tiêu hủy gồm có 114 khẩu súng các loại, trong đó có 3 súng kíp, 17 khẩu súng hơi, 82 khẩu súng hơi cồn tự chế, 12 khẩu súng tự chế dạng PCB, 208 linh kiện súng các loại, 73 kích điện, 85 đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 52 ký pháo, sau khi tiền chất chế tạo pháo, 9.900 viên đạn chì, 18 đao kiếm các loại. Sau khi kiểm tra phân loại, số vũ khí vật liệu nổ đã được tiêu hủy, đảm bảo theo đúng quy trình có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt giam Phạm Thị Thuyến, sinh năm 1973, ngụ quận Tân Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Năm 2022, Thuyến sinh sống ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, phát hiện gần nhà có 4 căn nhà xây dựng không phép và nảy sinh ý định tống tiền chủ thầu xây dựng. Tìm được số điện thoại của chủ thầu, Thuyến nhắn tin gọi điện thoại yêu cầu đưa 5 triệu đồng cho mỗi căn nhà, nếu không sẽ báo cơ quan chức năng. Trưa 12 tháng 1, chủ thầu gặp Thuyến tại quán cà phê ở xã Vĩnh Lộc A đưa 20 triệu đồng thì công an ập vào bắt quả tang. Thuyến khai còn gây nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản với các chủ thầu xây dựng khác ở huyện Bình Chánh.